Nội dung tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông được lồng ghép trong một tiết học giáo dục kinh tế và pháp luật tại trường Trung học phổ thông Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng. Các em học sinh đã được phổ biến những kiến thức cơ bản về luật giao thông đường bộ, đặc biệt là quy định về độ tuổi điều khiển phương tiện và được hướng dẫn các kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Trong quá trình học tập tại trường thì lực lượng công an với nhà trường đã phối hợp để tuyên truyền về an toàn giao thông, thế nên là bọn em cũng có những cái rút được kinh nghiệm về những cái tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm, không dàn hàng 2, hàng 3 và đi xe đúng phân khối, đúng độ tuổi của mình. Về quản lý cái phương tiện đi lại của các em thì giáo viên chủ nhiệm có danh sách và cái bộ phận tài vụ cũng có danh sách. Thế còn cái công tác tuyên truyền tới toàn thể học sinh thì nhà trường cũng vừa năm vừa rồi đây thì cũng là làm điểm của tỉnh Phú Thọ. Công an huyện Đoan Hùng thì phối hợp rất chặt chẽ với nhà trường để tuyên truyền và thường xuyên nhắc nhở cũng như là làm công tác tuyên truyền tại trường. Triển khai chuyên đề kiểm tra việc chấp hành luật giao thông của học sinh tại các nhà trường. Thời gian này, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Đoan Hùng cũng đang tích cực phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo huyện làm việc với các nhà trường về việc thực hiện quy định bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo các nội dung đã cam kết từ đầu năm học. Trong đó, tập trung tiến hành kiểm tra rà soát độ tuổi học sinh được phép sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, tình trạng kết cấu phương tiện, kiểm tra điều kiện hoạt động các bãi trông, giữ xe, khu vực cổng trường. Chúng tôi đã cùng phối hợp với các nhà trường trên địa bàn để tới các trường và các cổng trường là thứ nhất là kiểm tra các phương tiện mà các em trực tiếp điều khiển để tới trường. Thứ hai nữa là cũng tuyên truyền giáo dục để cho các em chấp hành tốt luật an toàn giao thông, cương quyết kiểm tra và xử lý những trường hợp mà các em học sinh điều khiển phương tiện mà vi phạm trật tự an toàn giao thông. Để đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra đối với lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh, cùng với sự nỗ lực của các nhà trường, các bậc phụ huynh cũng cần quản lý tốt phương tiện và con em mình. Tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện theo quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông.